Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vụ TV. Có một cái thông tin mà mình vừa mới nhận được, đó chính là cái phiên bản iOS 16 nó đã được cài đặt đến tận là 70% cái thiết bị ở thời điểm hiện tại. Vậy thì cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra ở thời điểm hiện tại đó chính là iOS trong vài năm trở lại đây lỗi rất là nhiều và đi kèm vào đó là gây khó chịu cực kỳ là nhiều dành cho người dùng. Vậy thì lý do tại sao Apple họ vẫn đạt được cái mức là 70% mỗi khi họ ra những cái phiên bản iOS mới thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video lần này nhé. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Ok, và điều đầu tiên là cái việc mà iOS 16 nó đạt 70% cái lượng thiết bị được cài đặt ở thời điểm hiện tại sau khoảng 100 ngày kể từ ngày mà Apple họ ra mắt cái phiên bản iOS 16 đầu tiên. Thì đây không phải là điều mình bất quá là bất ngờ. Tại vì từ cái thời mà iOS 13, 14, 15 thì gần như là năm nào Apple họ cũng đạt cái mức này cả. Đó, năm nào cũng thế, cũng xem ở cái mức khoảng 60-70% sau khoảng 3 tháng những cái phiên bản mới được ra mắt. Vậy thì lý do tại sao mà Apple họ lại đạt được cái việc này? Lý do đầu tiên đó chính là mỗi khi mà Apple họ tung ra một cái phiên bản cập nhật mới, và các bạn đều để ý ở tất cả những cái phiên bản, mình lấy những cái phiên bản gần đây thôi, mình không cần lấy quá xa làm gì. Ở tất cả những cái phiên bản mới thì Apple họ đều tung ra những cái tính năng mới để mà người dùng có thể háo hức và cập nhật lên. Ví dụ như từ iOS 15 lên iOS 16, chúng ta đã có cái sự thay đổi cực kỳ lớn ở cái phần là thay đổi cái widget và giao diện ở ngoài màn hình khóa. Đó là cái lý do đầu tiên mà khiến mọi người cập nhật lên, và đó cũng là một trong những cái tính năng cực kỳ là lớn để cập nhật lên phiên bản iOS 16. Đến iOS 16.1 thì chúng ta lại có một cái kiểu khác, đó chính là nó sẽ phục vụ cho cái Dynamic Islands ở trên cái chiếc iPhone 14 Pro và Pro Max nó tốt hơn. Đơn giản như thế thôi, mọi người sẽ lên iOS 16.1. Đến iOS 16.2 thì nếu như các bạn nhớ thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn là chúng ta có một cái tính năng là Apple Music Sync. Có nghĩa là các bạn có thể hát được karaoke ở trên những cái chiếc iPhone của chúng ta luôn, và thông qua cái ứng dụng là Apple Music. Và ngoài ra thì cái việc mã hóa bằng iCloud thì nó cũng nâng lên một cái tầm cao mới. Cho nên đó là những cái thứ thú vị mà làm cho người dùng luôn mong muốn phải cập nhật lên iOS mới. Cái lý do tiếp theo đó chính là ở mỗi năm thì các bạn đều thấy cái lượng người dùng cập nhật lên những cái chiếc iPhone đời mới hơn cực kỳ là nhiều, đến mức ở thời điểm hiện tại gần như chúng ta mua những cái chiếc iPhone 14 Pro, 14 Pro Max các bạn phải đợi rất là lâu ở những cái màu hot, ví dụ như là màu tím nè, và ở cái bộ nhớ là 128GB. Nội bao nhiêu đó thôi là các bạn đã thấy cái sự hot của Apple đến mức nào rồi. Và mặc định với những cái chiếc iPhone 14 được ra mắt thì ngay lập tức nó sẽ được cài iOS 16, và với cái lượng bán ra cực kỳ là lớn như vậy thì nó sẽ đạt được một cái tỷ lệ rất là cao về máy mới được cài sẵn iOS 16. Và cái phần tỷ lệ còn lại đó, nó sẽ dành cho những bạn nào mà chúng ta đang dùng những cái thiết bị cũ hơn và chúng ta tiến hành update lên. Rồi, vậy thì cái điều gì sẽ khiến cho mọi người phải update lên ở mỗi cái phiên bản iOS như vậy? Đó chính là cái điều đầu tiên mình đã chia sẻ với các bạn, tính năng mới. Các bạn đều biết khi mà Apple họ ra mắt cái phiên bản iOS 16 á, mọi người đều wow, thay đổi widget, thay đổi màn hình khóa, thay đổi được rất rất là nhiều thứ. Và mọi người đều đem cái iOS 16 ra để so sánh với Android. Đó chính là Android đã làm được cái điều này từ rất là lâu rồi, và đến bây giờ iOS mới làm. Tuy nhiên mọi người không hiểu, đó chính là những cái người dùng họ đã dùng quen với iPhone rồi thì họ cực kỳ thích thú điều này. Họ không cần quan tâm là Android đã làm thời gian bao lâu, Android đã đi trước mấy năm, hay là Android đã làm tốt đến mức nào. Họ chỉ quan tâm là trên con iPhone của họ, bây giờ lên iOS 16 đã có những cái thay đổi như thế, thì mọi người phải nói là cực kỳ là hào hứng để mà mọi người có thể cập nhật lên. Và đi kèm vào đó thì mình thấy gần như ở S Channel, mọi người khi mà dùng những cái con iPhone cũ từ cái thời iPhone 8, 8 Plus các thứ, cũng hào hứng cập nhật lên iOS 16. Mặc dù là mình nói là lên thì nó sẽ cực kỳ là chậm, nhưng không ai nghe mình cả. Vì những cái tính năng mới của Apple cho nên mọi người đều muốn cập nhật lên. Nếu như Apple họ đạt được một cái mức cao như vậy thì Android sẽ như thế nào? Tại vì các bạn đều biết là tính ra tỷ lệ những cái chiếc máy dùng hệ điều hành Android thì nó vẫn sẽ cao hơn những cái chiếc máy dùng cái hệ điều hành là iOS. Tuy nhiên sẽ có những cái lý do như sau.
đầu tiên đó chính là Android thì nó sẽ phải phân bản cực kỳ là nhiều qua nhiều hãng. Và mỗi khi phát hành một cái phiên bản cập nhật mới hay là một cái phiên bản kernel mới thì những cái hãng đó, ví dụ Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, các thứ, Huawei, họ sẽ phải lấy cái phiên bản kernel đó về và họ tiến hành cập nhật và họ tiến hành sửa đổi, họ tiến hành xào nấu cho phù hợp với cái UI, phù hợp với cái giao diện của họ. Sau đó từ 3 cho đến 6 tháng thử nghiệm thì họ mới bắt đầu tung ra thị trường. Những cái chiếc flagship thì chúng ta sẽ có cái thời gian nhanh hơn. Đó, còn nếu như dùng đến những cái sản phẩm gốc để mà các bạn có thể cập nhật Android ngay lập tức thì chúng ta chỉ có Google Pixel thôi. Thì nói thật ra Google Pixel không có tuổi với lại iPhone nói về cái độ phổ biến của những cái sản phẩm này ở trên thị trường. Cho nên ngoài ra thì những cái sản phẩm Android giá rẻ thì gần như rất là lâu thì những cái hãng họ mới tiến hành cập nhật cho những cái sản phẩm này. Hoặc thậm chí có một vài những cái sản phẩm chỉ vừa mới ra mắt được khoảng 1 cho đến 2 năm thôi thì nó đã không được cập nhật phiên bản Android mới. Cho nên cái tỷ lệ người dùng cập nhật lên những cái chiếc Android mới thì cực kỳ là thấp. Chỉ có những cái người dùng nào mà dùng những cái sản phẩm trực tiếp từ Google, ví dụ như Google Pixel, hoặc là những cái bạn nào mà chúng ta dùng những cái sản phẩm flagship của Samsung, Oppo, Vivo các thứ thì chúng ta sẽ được cập nhật nhanh. Quay trở lại về những cái vấn đề của những cái chiếc iPhone thì chúng ta dùng iPhone thì chỉ có nâng cấp lên iOS là hết thôi. Nếu như các bạn dùng Android thì chúng ta có ROM cúc, ROM này, ROM kia để mà các bạn có thể cài vào. Và mỗi khi mà Apple họ hỗ trợ, họ lên một cái phiên bản cập nhật nào đó thì họ cũng hỗ trợ những cái chiếc máy đời cực kỳ là sâu. Ví dụ như những cái chiếc iPhone 8, iPhone 8 Plus ở thời điểm hiện tại nó rơi vào đâu đó khoảng tầm năm 2017. Tính tới thời điểm hiện tại nhá thì nó được khoảng tầm là 5 năm. Và các bạn quy đổi xem 5 năm trước, nếu như 5 năm ở thời điểm hiện tại và vào những cái chiếc máy của Android, của Samsung hoặc là của Xiaomi, của Apple thì gần như là chúng ta không thấy ở trên thị trường mà mọi người dùng một cách phổ biến luôn. Chứ đừng nói đến việc là nó được nâng cấp lên và mọi người tính cái tỷ lệ của nó là bao nhiêu. Đó, thì những cái sản phẩm flagship nó còn như thế thì những cái sản phẩm dòng A, dòng E hay là những cái dòng thứ cấp hơn của những cái hãng đó thì gần như nó đã cho vào một cái danh sách đen rồi và nó không được cập nhật tính tới thời điểm hiện tại. Một cái mục đích nữa, không phải là Apple họ tốt đẹp gì đâu, không phải là hỗ trợ cho các bạn để các bạn có thể lên và dùng iOS đâu, mà khi mà hỗ trợ như thế các bạn lên iOS 16 với những con iPhone 8, iPhone 8 Plus hay là iPhone X, các bạn sẽ cảm thấy nó chậm. Và chậm thì sao? Chậm thì sẽ phải đổi máy. Và khi đó thì Apple họ sẽ bán thêm được máy mới. Và một điều nữa để chứng tỏ cho việc đó là ngay lập tức khi mà phát hành ra những cái phiên bản mới thì Apple họ sẽ khóa sai những cái phiên bản cũ. Lúc trước nha, mình để ý mỗi khi mà Apple họ phát hành một cái phiên bản mới á, thì đến phải một tuần sau họ mới khóa sai cái phiên bản trước đó. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại câu chuyện đã hoàn toàn khác. Tuần sau chúng ta mới có iOS 16.2, tuy nhiên tuần này thì Apple họ đã khóa sai cái phiên bản iOS 16.1.1 cũng như là phiên bản iOS 16.1.2 rồi. Cho nên là chúng ta sẽ không thể nào mà hạ cấp từ phiên bản iOS 16.1.2 xuống những cái phiên bản thấp hơn được nữa. Đó là cái điều mà Apple họ đã đang làm, và cái thời gian mà Apple họ khóa sai nó càng ngày nó càng rút ngắn lại. Rồi ok, các bạn cảm thấy sao về cái số liệu này của Apple, các bạn cảm thấy sao về iOS thì các bạn hãy comment với mình ở phía bên dưới nha. Các bạn có tiếp tục trung thành sử dụng iPhone, iOS tiếp hay không, hay là các bạn sẽ đổi sang một cái con máy mới nếu như cái điều này tiếp tục xảy ra thì các bạn hãy cho mình biết với nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.